Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Di chuyển hủy nổ thành công quả bom nặng 340 kg ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Chính thức khởi tranh giải bóng chuyền hạng A toàn quốc Cúp SLC 2021. Phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Sau đây là nội dung chi tiết. Như chúng tôi đã đưa tin, quả bom nặng 340 kg còn nguyên hai ngòi nổ có mức độ nguy hiểm lớn được phát hiện trong quá trình người dân thi công móng nhà tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đã được các lực lượng chức năng vận chuyển và hủy nổ thành công vào sáng nay. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Đúng 5 giờ sáng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Yên cùng với các lực lượng chức năng của thành phố thực hiện di rời quả bom khỏi phường Khai Quang đến nơi hủy nổ. Người dân sinh sống trong bán kính 500m và các hộ dân hai ven đường trong quá trình lực lượng di chuyển quả bom cũng đã được thông báo sơ tán để đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý, cũng như khi di chuyển quả bom đến nơi hủy nổ. Đến 10 giờ sáng nay, quả bom đã được di rời đến địa điểm hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải bóng chuyền hạng A toàn quốc Cúp SLC năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc Cúp SLC diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2021 với sự góp mặt của 9 đội bóng chuyền nữ, 7 đội bóng chuyền nam đến từ các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang với gần 400 vận động viên tham gia thi đấu. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc bày tỏ sự vui mừng khi tỉnh Vĩnh Phúc được đăng cai tổ chức giải bóng chuyền hạng A toàn quốc Cúp SLC năm 2021 và gửi lời chào nồng nhiệt tới các đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên và cổ động viên. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc khẳng định, giải lần này là dịp để các đội bóng tiếp tục khẳng định thương hiệu, là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao. Thông qua giải có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, nhất là môn bóng chuyền, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đây cũng là cơ hội để Vĩnh Phúc quảng bá hình ảnh đất và người, tiềm năng phát triển du lịch dịch vụ của tỉnh với cả nước và bạn bè quốc tế, là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã thi đấu với đội bóng chuyền nữ Hưng Yên. Với tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, sự xuất sắc của chủ công Trần Thu Trang, Nguyễn Huỳnh Phương Thủy, truyền hai Hà Thị Hoa, libero Phạm Thị Thúy, các cô gái của đội bóng chuyền Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã giành thắng lợi áp đảo đối thủ với tỷ số 3-0. Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 và khai mạc chương trình đồng hành cùng đoàn viên người lao động. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban ngành. Với khẩu hiệu cùng sáng tạo, chung ý chí, đầy bản lĩnh, bước thành công, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ triển khai tháng công nhân năm 2021 với 5 nhóm hoạt động và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với 4 nhóm hoạt động hướng về cơ sở. Trong đó trọng tâm tăng cường tuyên truyền chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần nghị quyết 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ. Các hoạt động có chủ đề cảm ơn lao động. Cùng với đó nâng cao ý thức, nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở lao động, cải thiện điều kiện làm việc cũng như phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức hội thi an toàn vệ sinh giỏi, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Ngay sau lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã khai mạc chương trình đồng hành cùng công nhân lao động.
Theo đó, từ ngày 25 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ thực hiện chuỗi hoạt động với các nội dung cụ thể thiết thực như cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, cắt tóc giảm giá 50% đối với tóc nam, 30% đối với tóc nữ, bán bảo hiểm xã hội giảm giá 60%, chương trình dùng thử và giảm giá 20% khi mua các sản phẩm của công ty mía đường Lam Sơn và chương trình tư vấn chính sách pháp luật cho công nhân lao động. Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 316 tại Vĩnh Phúc tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 316, mùng 1 tháng 5 năm 1951, mùng 1 tháng 5 năm 2021. Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Đại tá Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc Truyền thống Sư đoàn 316 tại tỉnh Vĩnh Phúc đã cùng nhau ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, gắn liền với từng mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc. Sư đoàn 316 được thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1951 tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Sau ngày thành lập, Sư đoàn 316 đã có mặt chiến đấu trên khắp các chiến trường, từ chiến tranh giải phóng đến chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tham gia các chiến dịch lớn với hàng ngàn trận đánh, lập nên nhiều chiến công vang dội. Đặc biệt, đây là một trong những đơn vị chủ lực trực tiếp tham gia và góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành, tự lực, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng, các đồng chí cựu chiến binh Sư đoàn 316 tại Vĩnh Phúc luôn nêu cao truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, luôn đoàn kết, thống nhất, không ngừng phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của quân đội anh hùng, gương mẫu và thường xuyên vận động người thân, gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp và phát triển. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 năm 2021, sơ kết bước 1 công tác bầu cử. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân theo từng đơn vị bầu cử. Từ ngày 28 tháng 4 năm 2021 và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ, người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện vận động bầu cử. Ngày 18 tháng 5 năm 2021, các tổ bầu cử phát xong thẻ cử tri có đóng dấu cho từng cử tri. Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2021, sơ kết bước 2 công tác bầu cử. Trước 12 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2021, trang trí khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu, thành viên các tổ bầu cử tổng duyệt tại các phòng bỏ phiếu. Ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021, ngày bầu cử toàn quốc đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã và đang đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật về bầu cử tới nhân dân, đặc biệt là đồng bào công giáo, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân trong bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Là địa phương có đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo sinh sống, Ban chỉ đạo bầu cử xã Sơn Lôi đã phối hợp với các linh mục, hội đồng giáo xứ, các chức sắc tôn giáo thường xuyên tuyên truyền tới bà con giáo dân hiểu được ý nghĩa của ngày bầu cử và trách nhiệm của công dân khi tham gia bỏ phiếu. Trước hết là chúng tôi tích cực đi họp nghiên cứu, nghe tất cả những cái phổ biến về văn bản chính sách. Trên cơ sở đó thì luận bàn và tìm ra được những người xứng đáng và cử tri nhận xét. Còn tới đây thì tôi hy vọng là với cái đội ngũ mới theo cái danh sách mà chuẩn bị đấy, tôi tin tưởng là cũng sẽ có được những cán bộ tốt, có nhiều đồng chí là có tâm huyết với dân, phục vụ dân đúng xứng đáng là đại biểu của dân. Đồng bào công giáo hiện chiếm khoảng 10% dân số trên địa bàn xã Sơn Lôi. Để đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu, thành phần đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026, sau Hội nghị Hiệp thương lần 3, có 3 đại biểu là đồng bào công giáo đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử.
các bước bầu cử được tổ chức công khai, dân chủ, đúng quy định. Trong suốt những năm qua, đồng bào Công giáo luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, trước thềm bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng bào Công giáo là chấp hành rất tốt về chủ trương đường lối của Đảng và tham gia công tác bầu cử. Những cái bước hiệp thương, giới thiệu đại biểu đã thực hiện rất tốt và không có vấn đề gì xảy ra. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử tại các địa phương có đồng bào theo đạo vẫn đang được huyện Bình Xuyên tích cực triển khai để nhân dân một lòng đồng thuận tham gia bầu cử đầy đủ. Thì trong cuộc bầu cử lần này, chúng tôi cũng xác định rõ cái vai trò của đồng bào Công giáo thực hiện cái việc là tốt đời đẹp đạo để làm sao cùng chung tay với lại cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Không khí vui tươi, náo nức hướng về ngày hội toàn dân đi bầu cử đang lan tỏa trong đồng bào giáo dân. Tất cả đang chuẩn bị cho ngày hội non sông diễn ra đúng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của đông đảo cử tri. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước, đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta. Dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước, tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh trái phép. Để thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp tới, thực hiện các công điện số 540, số 541 ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam, về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người trên các phương tiện giao thông công cộng. Tiếp tục hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn theo đúng quy định. Các sở, ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng chống dịch. Trường hợp phát hiện ca bệnh phải tập trung chỉ đạo áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Giao Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chủ động tham mưu đề xuất các vấn đề liên ngành. Xây dựng dự thảo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 29 tháng 4 năm 2021. Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch và chủ động thực hiện các công việc chuyên môn khác có liên quan, tuyệt đối không để dịch lây nhiễm trong cơ sở cách ly và từ khu vực cách ly ra cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi và không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung theo đúng quy trình, quy định, thời gian cách ly. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết phù hợp các trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, người nước ngoài về tỉnh làm việc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan tuyên truyền của tỉnh tiếp tục truyền thông về đề cao cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Từ nhận thức trên, Đảng bộ huyện Bích Tường luôn quan tâm công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng.
Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường giao cho Đảng bộ xã Vân Xuân phát triển mới 10 đảng viên. Căn cứ vào chỉ tiêu kết nạp đảng được giao, Đảng ủy xã Vân Xuân đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức chính trị xã hội thường xuyên rà soát, đánh giá nguồn và làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng, gắn nhiệm vụ bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú với trách nhiệm của cấp ủy viên và nhiệm vụ của từng đảng viên trong tổ chức cơ sở đảng. Nhờ vậy, hết quý 1 năm 2021, toàn đảng bộ đã kết nạp mới được 8 đảng viên. Sau khi mà nhận được các cái chỉ tiêu của huyện giao hàng năm, Ban chấp hành đảng bộ, Ban thường vụ đảng bộ tiến hành tổ chức họp và căn cứ vào tình hình thực tiễn của chi bộ để phân công giao chỉ tiêu cho từng chi bộ để công tác phát triển đảng. Thì đối với các chi bộ cũng làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện các nội dung theo nghị quyết của Ban thường vụ cũng như là của Ban chấp hành đảng bộ đề ra. Trước hết về mặt công tác tuyên truyền, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, tổ chức đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội đều có nhận thức cao về công tác xây dựng đảng. Từ đó là cái nguồn trong công tác phát triển đảng được các cấp ngành quan tâm. Với mục tiêu bảo đảm sự kế thừa phát triển của đảng, ngay từ đầu năm 2021, Huyện ủy Vĩnh Tường đã triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên, tổ chức xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên cụ thể sát với tình hình thực tế, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên để bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Hiện cái quyết định số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì tôi sẽ tập trung vào cái việc là phát triển đảng viên. Thì theo đó thì cái chỉ tiêu giao cho Vĩnh Tường là cũng là tương đối cao, nhưng chúng tôi cũng quyết tâm là giao cho các đơn vị kết nạp đảng viên với cái số lượng cũng cao hơn mức của tỉnh ủy giao. Tỉnh ủy giao 250 thì chúng tôi giao cho các đơn vị là 260, và cũng kèm theo đó là cũng chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở là tập trung tuyên truyền, là lựa chọn xây dựng những các cái quần chúng ưu tú để mà kết nạp đảng, làm sao cho cái đảm bảo được cái số lượng và cái chất lượng của đảng viên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên sẽ góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, là động lực quan trọng để Vĩnh Tường thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 26 tháng 4, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với mưa dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá, mưa lớn và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó với các hiện tượng mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sáng nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục AEC, Trung tâm Tiếng Anh IELTS Vĩnh Yên tổ chức khai trương tại số 9A đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục AEC, Trung tâm Tiếng Anh IELTS Vĩnh Yên, chuyên học và luyện thi IELTS, là đối tác của Hội đồng Anh, một tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh tại Việt Nam, được ủy quyền tổ chức các kỳ thi IELTS tại Vĩnh Yên. Trung tâm Tiếng Anh IELTS Vĩnh Yên tọa lạc tại tầng 6, số 9A, đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, với cơ sở hạ tầng trang thiết bị phòng học hiện đại theo tiêu chuẩn lớp học của Hội đồng Anh. Dịp khai trương, Trung tâm Tiếng Anh IELTS Vĩnh Yên đã có nhiều hoạt động bổ ích và nhiều phần quà giá trị dành cho các bạn học viên như tham gia thi thử bài thi IELTS, giúp đánh giá toàn diện kỹ năng học tiếng Anh của học viên
theo chuẩn bài thi IELTS quốc tế của Hội đồng Anh, được các thầy cô chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy IELTS chia sẻ, tư vấn phương pháp học và tiếp cận bài thi một cách chi tiết nhất, được giao tiếp với giáo viên người nước ngoài, đánh giá kỹ năng phản xạ nghe, nói của học viên và nhận nhiều phần quà giá trị như trao học bổng. Học viên tham gia học tập tại Trung tâm Tiếng Anh IELTS Vĩnh Yên sẽ có cơ hội chinh phục điểm số IELTS cao nhất 7.5 đến 8.0 với giáo trình chuẩn Cambridge, được chất lọc biên soạn cập nhật thường xuyên nhất của các chuyên gia giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng. Trung tâm Tiếng Anh IELTS Vĩnh Yên với thời gian học tập linh hoạt, cam kết chất lượng giảng dạy đầu ra bằng văn bản cho từng khóa học. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.